Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Giang hồ Dũng Trọc mới bị bắt là ai? Dũng Trọc hay còn gọi là Dũng Trọc Hà Đông là giang hồ mạng có số má với những video bắt người khác quy lại mình và nhiều phát ngôn gây sốc. Dũng Trọc cũng chính là bố nuôi của Khá Bảnh. Bùng lên như các cao trào giao lưu xã hội gây sốt, từng tồn tại những giang hồ mạng thu hút hàng triệu người hiếu kỳ theo dõi trong những năm gần đây. Một trong những giang hồ mạng được nhiều người biết đến là Dũng Trọc hay Dũng Trọc Hà Đông. Bố nuôi của Khá Bảnh, Dũng Trọc tên thật là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1968 tại Vạn Phúc, Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dũng Trọc là một đại ca giang hồ chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Dũng Trọc trở nên nổi tiếng hơn thường xuyên lên mạng xã hội kết giao với các giang hồ mạng lôi như cồn trên mạng xã hội như Phú Lề. Đặc biệt Dũng nổi tiếng hơn cả khi nhận thanh niên xăm trổ Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh, làm con nuôi. Năm 2019, khi Khá Bảnh bị bắt về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Dũng Trọc cũng gây chú ý vì xuất hiện tại phiên tòa xét xử sơ thẩm con nuôi của mình. Theo đánh giá của anh em giang hồ mạng từ các video livestream chia sẻ tình anh em trên mạng xã hội, thì dù là một giang hồ mạng khét tiếng nhưng Dũng Trọc rất được anh em xã hội kính nể. Dũng có nhiều đàn em thân tín, trung thành, sẵn sàng hy sinh cả bản thân để bảo vệ đại ca. Điển hình phải kể đến là Giang Rồng. Theo một số nguồn tin trên mạng xã hội, đến cả giang hồ mạng ngạo mạn, hiếu thắng như Dương Minh Tuyển, Quang Rambo, Huấn Hoa Hồng, v.v. cũng phải lẻ Dũng Trọc. Hiện nay, Dũng Trọc đang sinh sống cùng vợ ở Hà Nội. Vợ Dũng Trọc là Nguyên Hồng, sinh năm 1993. Hồng sinh ra và lớn lên ở Trương Mỹ, nhưng sau đó lên Bắc Giang lập nghiệp. Vợ Dũng Trọc là người sở hữu gương mặt ưa nhìn, hiền lành, cởi mở. Cả hai kết hôn vào tháng 11 năm 2017 tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội. Cũng giống như các giang hồ mạng khác, Dũng Trọc cũng từng lấn sân sang nghệ thuật. Dũng Trọc tham gia phim Túy Dai Dai của đạo diễn Phạm Văn Huấn và Phạm Tiến Mạnh. Ngoài ra, Dũng Trọc còn góp mặt trong bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ của Phú Lê. Cũng giống như một số giang hồ mạng khác, Dũng Trọc từng vào tù ra tội, gây xôn xao với loạt clip ép người khác quỳ lại mình. Vào tháng 1 năm 2012, Dũng Trọc đến vũ trường Laptop trên đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy để uống rượu. Đến nơi này, Dũng gọi rủ đàn em là Vũ Tấn Cường, sinh năm 1986, quê Hải Phòng và một số người khác tham gia. Trước khi đi, Cường dắt lưng một khẩu súng ổ xoay kèm hai viên đạn để đề phòng. Hôm đó, hai nhóm khách tại vũ trường xảy ra xô xát. Dũng Trọc đã kéo đàn em đi ra khu vực vắng người để tránh liên quan. Tuy nhiên, nhóm của Dũng đã xảy ra ẩu đả với bảo vệ vũ trường. Để bảo vệ đàn anh, Cường đã rút súng hướng về nhóm bảo vệ rồi xiết cò. Viên đạn trúng bụng anh Trần Văn Nghiêm, đội phó bảo vệ, khiến nạn nhân tổn hại 47% sức khỏe. Vào tháng 3 2013, tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên Nguyễn Văn Dũng lĩnh 24 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Đàn em của Dũng cũng lĩnh án từ 24 tháng đến 16 năm tù. Sau khi thụ án tù, Dũng Trọc trở lại và thành hiện tượng mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt đăng ký theo dõi. Đến năm 2016, Dũng Trọc lại gây xôn xao mạng xã hội với clip Dũng Trọc Hà Đông cùng đàn em bắt giang hồ Quảng Ninh quỳ lại. Đoạn clip kéo dài 13 phút 21 giây ghi cảnh một người đàn ông tên là Nguyễn Mạnh Nhất ở Văn Phú, Hà Đông bị Dũng Trọc cùng đàn em bắt quỳ vào hai đống phân rồi cầm điện thoại đọc lại toàn bộ nội dung tin nhắn. Đầu đuôi câu chuyện là mất danh dự của Dũng trước mặt anh em xã hội. Trong lúc người này quỳ lại, Dũng liên tục đi lại mắng mỏ, thể hiện thái độ bực tức. Đoạn clip nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng, ai cũng phải lắc đầu trước hành động của Dũng Trọc và đàn em. Mới đây nhất, Dũng Trọc Hà Đông bị công an tỉnh Hòa Bình tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào đêm ngày 10 tháng 9, khi đội cảnh sát ập vào kiểm tra quán karaoke MM trên phố Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, đã bắt quả tang Dũng đang sử dụng chất cấm tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.